nay mình có một tin rất là vui, cho nên là hôm nay nhãn hàng đến một cái mình phải ngay lập tức mình livestream lên để chia sẻ một niềm vui đầu ngày cùng với cả VIP. Khi mà nhận một cái chương trình thông báo đấy chính là chạy số dinh vàng cùng với cả mã canxi hữu cơ từ quả trứng gà của nhãn hàng DDA, thì VIP lúc đầu cũng nghĩ là không biết là trong cái tháng này mình có đạt được cái số lượng như thế không. Thế nhưng mà rất là bất ngờ đấy chính là chúng mình liên tục đạt số, và bây giờ chúng mình hôm nay đã được quà tặng của nhãn hàng mọi người ạ. Mọi người có thấy bất ngờ không khi mà vàng hôm qua thông báo lên đến gần 80 và 80 rồi, thì hôm nay mình lại đã nhận được hai chỉ vàng từ nhãn hàng. Đây, đây là hai chỉ vàng của nhãn hàng. Và bây giờ thì xin phép dừng lại để chị Nguyệt đại diện cho DDA canxi hữu cơ từ quả trứng gà sẽ có một vài lời chia sẻ về cái món quà này dành cho VIP được không ạ? Mời chị. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì DDA rất vinh dự có mặt ở VIP để trao cái món quà chứng nhận cho cái thành tích hoạt động của VIP trong 2 tuần vừa xong. Chưa đến 2 tuần các bạn ạ, bởi vì là chương trình là diễn ra trong 2 tuần nhưng mà 10 ngày thì VIP đã đạt chỉ tiêu dân số, và hôm nay thì đại diện nhãn hàng còn đến trao cho vài liền tay VIP và liền tay luôn. Vâng. Đã hai chỉ vàng. Và thực sự là VIP là một trong những cái nhà phân phối rất là lớn của DDA, và thường xuyên đạt cũng như là vượt cái chỉ tiêu dân số của DDA. Và mọi người ơi, đây là vàng thật nha mọi người. Ai mà muốn cày số để vinh vàng thưởng Tết này cùng với cả VIP và DDA thì mọi người sẽ còn vài ngày nữa đến ngày 31 tháng 12, và vẫn còn các cái chương trình để tặng vàng cùng VIP, nên là trong hệ thống của VIP hãy liên hệ với các chi nhánh đại diện của VIP để nhận chương trình để gọi là đạt số để vinh vàng nhé. Sẽ có chương trình nửa chỉ vàng và một chỉ vàng. Đây ạ, mọi người ơi, đây nha, vàng thật nha. Mọi người có thích không ạ? Có ai thích nhận được các cái chỉ vàng này và trao tận tay của VIP không ạ? Đấy, thì hôm nay là mình được nhận hai chỉ vàng, và mỗi một chỉ vàng sẽ đi cùng với một cái chứng nhận như thế này để cho mọi người có thể chứng minh được cái kết quả và cái sự nỗ lực của mình trong hệ thống của mình. Và VIP đã rất là mong muốn mang lại những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng, và đây là chị Nguyệt cùng với cả các tiến sĩ sinh học của DDA đã nghiên cứu ra một cái sản phẩm mà thực sự là mình cũng đã test rất nhiều các sản phẩm canxi trên thị trường rồi. Thì hôm nay được nhận hai chỉ vàng này cảm thấy vui, rất là vui, nên là muốn chia sẻ với mọi người. Thế là Tết này chúng ta đã ấm no rồi mọi người ạ. Chỉ cần là yêu VIP, yêu DDA và yêu tất cả các cái sản phẩm của chúng mình thôi. Khi mà chúng ta lan vào sản phẩm không chỉ là tốt cho mọi người, mà chúng ta cũng đang trao đi những cái giá trị vô cùng tốt cho sức khỏe của cộng đồng. Thay vì việc là mình chỉ đơn giản là mình chia sẻ, thì chúng ta lại mang lại cho mọi người cả những cái giải pháp, những cái công thức cũng như là những cái hành trình về các cái bữa tiệc dinh dưỡng. Thì trong 2024 thì VIP sẽ có thêm những cái ứng dụng cho cái hành trình là đưa canxi vào các cái món ăn, các công thức cũng như là những cái ứng dụng khác nữa, để cho ngành F&B hay là ngành nào thì sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn hơn. Bởi vì bình thường mọi người sẽ uống canxi theo kiểu là chỉ pha ra nước và chúng ta sẽ uống liền, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở VIP có một cái sản phẩm, hai sản phẩm mà chúng mình đã đưa vào canxi vào, đấy chính là canxi thạch kombucha canxi và mì rau củ mọi người ạ. Lấy cho chị cái gói mì rau củ. Đây, chúng mình đã dùng chính cái canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà này để đưa vào mã thạch kombucha cho em bé. Nên là Tết này các em bé thay vì ăn các loại thạch bình thường thì chúng ta có thể dùng thạch kombucha canxi để tăng chiều cao này, tăng cường hệ miễn dịch này, tốt cho tiêu hóa, và mình lại có canxi ở trong đấy. Và ngoài ra thì chúng ta đã biết đến cái mã mì rau củ dinh dưỡng canxi này, chúng VIP cũng đã dùng cái canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà này để đưa vào cái mã mì này. Và khi mà mọi người ăn lẩu này, ăn trộn này hay là ăn xào, tất cả những cái công thức liên quan đến những cái sản phẩm này, mọi người sẽ thấy cái hương vị thứ nhất là rất là thơm ngon, tự nhiên, tươi, màu sắc cũng rất là nguyên chất. Và ngoài ra thì cái độ giòn nó không bị bở, không bị tơi ra như các loại mì khác, nên là mọi người có thể lựa chọn để có cái canxi cho vào các cái khẩu phần ăn của các em bé hay là gia đình mình một cách rất là tự nhiên. Và ngoài ra có thêm một cái mã nữa, đấy là muối canxi mọi người nhé, muối cùng với cả canxi. Thì đấy là những cái sản phẩm mà VIP đã lan tỏa về sản phẩm canxi trong thời gian qua, cho nên là cái việc mà đạt số của mã
canxi này thì mọi người nghĩ là rất là đơn giản đúng không ạ? Bởi vì không chỉ là một hộp canxi đâu mà chúng mình đã đưa canxi vào rất là nhiều các cái thành phần khác. Chính vì thế cho nên là ở đây có những cái mã này. Và trong 2024 thì chúng mình sẽ đưa ra rất nhiều các cái công thức liên quan đến canxi hữu cơ để cho mọi người có thêm những cái ứng dụng. Bởi vì cái điểm đặc trưng của canxi này thì chính là tinh khiết, không màu, không mùi, không vị, cho nên là rất là dễ mix với tất cả các loại khác. Bởi vì là chúng mình cũng đã có những cái nghiên cứu và những cái bài test với các loại rồi. Và riêng cái mã này thì cái độ tinh khiết nó rất là cao, cho nên là khi mà mix vào các cái đồ ăn đồ uống thì nó gần như là không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Còn đâu những cái sản phẩm khác mình không nói là sản phẩm gì, nhưng mà khi đưa vào thì nó ảnh hưởng đến cái mùi vị luôn. Đấy, chính vì thế cho nên mọi người hãy trải nghiệm cùng với cả VIP nhá. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ khoe thành quả của mình là hôm nay lại đặt một cái đơn mới rồi ạ. Đây, đơn mới ngày hôm nay lại tiếp tục thêm 12 thùng canxi. Và đây là những hộp canxi nhỏ này. Còn đây là những cái thùng canxi mà mình vừa mới đặt hôm nay. Và những hàng đặt vừa mới mang sang. Mọi người ạ, khi mà mình lắng ấy, mình chẳng nghĩ gì đến là mình sẽ đạt được một cái kết quả gì đâu. Thế nhưng mà khi cái sự chung tay, rất là cảm ơn sự chung tay của tất cả các thành viên của VIP trên toàn hệ thống đã liên tục cùng chạy tất cả các cái chiến dịch với nhãn hàng cùng với cả VIP tổng. Cho nên là chúng mình đạt liên tục tất cả các cái phần quà tặng cũng như là chương trình tri ân của các nhãn hàng. Và cũng rất mong là VIP sẽ đồng hành cùng với cả chúng mình trong tất cả những cái dự án tiếp theo. Mọi người có thể đọc những cái câu comment của mọi người ở trong phần livestream đúng không ạ? Tại vì hai chị em không có cầm điện thoại ở đây thì không biết là mọi người có câu hỏi hay là có những cái thông tin gì về canxi không? Thì ở đây có sẽ có chị Nguyệt đại diện của nhãn hàng chia sẻ với mọi người luôn. À, còn một cái nữa khoe với mọi người. Đây chính là một cái bằng độc quyền sáng chế của các tiến sĩ sinh học và các chuyên gia của DDA đã nghiên cứu trong vòng 8 năm qua và đã xin được bằng độc quyền sáng chế cũng như là tất cả những cái chứng nhận kiểm định và công bố đạt tiêu chuẩn của Việt Nam. Và các cái sản phẩm này thì VIP đã test rất là kỹ từ các cái thông điệp cho đến những cái thông tin của Cục Sở hữu Trí tuệ. Và tất cả những cái kiểm định này thì VIP đã có nguyên đầy đủ cái bộ công bố và hồ sơ, cho nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm vào những sản phẩm mà VIP đã lựa chọn và tin tưởng nhé. Đây ạ, đây là bằng độc quyền sáng chế, bản này là bản real mọi người nhé. Đấy, mọi người cứ yên tâm để sử dụng cho gia đình mình thôi ạ. Và cũng có rất nhiều người feedback với Trà Giang và VIP là bố mẹ mình bị loãng xương này, có một số người thì có trong những cái quá trình bị gãy tay gãy chân này, hay là những cái việc là bị ảnh hưởng đến những cái vô hóa đốt sống cổ và lưng, thì mọi người dùng cái mã canxi này mọi người được cải thiện rất là nhiều. Và tất cả những cái chỉ tiêu đấy đã được chứng minh trong vòng mấy năm qua mà VIP đã phân phối và phát triển sản phẩm này, cho nên là mọi người cũng có thể hoàn toàn tự tin. Và nếu mà mọi người yên tâm hơn thì hãy đi khám trước và sau để biết được các cái chỉ số này nó thay đổi như thế nào nhé. Và chắc chắn luôn là mọi người sẽ rất bất ngờ với cái kết quả mà mọi người đã được khám sau 1 đến 2 tháng sử dụng sản phẩm đều đặn và phải đúng theo chỉ định của chúng mình và bác sĩ nhé, chứ không phải là mọi người uống kiểu như là uống lúc nhớ lúc quên hay là không đúng liều lượng thì chắc chắn là kết quả sẽ không tốt. Thế nhưng mà khi mà VIP đã theo dõi hàng nghìn khách hàng thì mọi người đo trước và sau đều phản hồi rất là tốt. Và đặc biệt là khi đầy đủ vi chất và canxi cũng như tất cả những cái dưỡng chất này thì cơ thể của mọi người sẽ cảm thấy rất là năng lượng mọi người ạ. Rồi, bây giờ thì mọi người đọc dùm cho mình các cái comment của khách hàng nhé. Hiện tại thì đang có rất là nhiều comment và trong đấy thì có một câu hỏi rất là hay đấy ạ. Câu hỏi này của chị Phương Thảo về canxi hữu cơ này khác gì với các canxi thông thường trên thị trường ạ? Thế thì chắc là cái này có khi mình phải thử luôn chị ạ. Chứ nếu mà nhiều khi nói thì mọi người cũng không biết cái độ tinh khiết hay là những cái cảm nhận như thế nào. Thế thì chắc là ở đây có ai đang dùng canxi hay là có những cái mã canxi nào không? Em có những mã nào thì đúng rồi. Thế thì mang hết ra đây chị. Cái mã người lấy cho chị ít nước. Đấy là mấy cái ly đi. Thì để cho mọi người sẽ dùng thử nhá. Ở đây chúng ta có ba mã nhỉ. Mình sẽ vừa phân tích và cái sự khác nhau và đồng thời là vừa pha luôn để cho mọi người cùng xem nhé. Đây mình bỏ một cái này ra đi chị ạ. À chắc là lát nữa mình có cả chương trình tri ân hoặc là chương trình riêng đặc biệt trong livestream này. Khi mà mua canxi sẽ có quà nhá. Rồi có chị ít nước đi. Thôi mình rất hai cái chỉ làm này của mình ra đây. Bây giờ
vàng đã về tay mình rồi, cho nên mình phải rất cẩn thận. Đấy, kết ra ngồi kia à, bốt cái bốt mình đang hỏi bảo là cất ra kia đấy, lát nữa kết to lắm, kiểu này chắc phải dinh lên mấy chỉ vàng nữa để cất kết cho nó vừa đủ. Thế thì ở đây mình đang có 3 mã canxi và 1 mã canxi, mình xin bóc luôn cái từ cái hộp này mọi người nhá, mình bóc luôn xem là bếp nào. Trời ơi, đết mới tinh luôn mọi người ạ, vừa sản xuất xong. Ai mà chọn canxi của BRP thì luôn luôn được cái đết là mới nhất nhá. Cho nên là sản phẩm của BRP thì mọi người yên tâm về vấn đề là sản xuất này, đết này và tất cả những cái lô sản xuất luôn luôn là mới nhất. Rồi bây giờ mình sẽ phép bóc luôn một cái hộp ở đây. Mọi người có thể cho canxi này vào cơm, phở, bún miếng, cháo, bánh hay là đồ uống, hay sữa hạt, sinh tố, nước ép, tất cả các loại thức uống và đồ ăn. Bởi vì cái này nó sẽ tan vào trong tất cả các sản phẩm luôn, nên là không ảnh hưởng bất cứ một cái chất lượng gì. Và cái nhiệt độ mình có thể chịu được tối đa là bao nhiêu chị nhỉ? Nhiệt độ của canxi hữu cơ từ DDA từ vỏ trứng gà có thể chịu đến gần 300 độ C. Gần 300 độ mọi người nhé. Cho nên là có rất nhiều các cái ứng dụng và mọi người có thể cho vào, và thậm chí là các em bé nhiều khi là có mùi, các em bé sẽ rất là khó để lựa chọn và sử dụng. Nhưng mà khi mà dùng các cái sản phẩm này thì các em bé không biết là bố mẹ cho vào luôn, nên là cứ thế là dùng thoải mái luôn, là tối ưu hóa được chiều cao và dinh dưỡng cho em bé rất là nhiều. Bây giờ chắc là mình sẽ cho từng gói ra này chị nhỉ. Đây mọi người ơi, bên trong này sẽ có những cái gói nhỏ như thế này mọi người ạ. Nên là ai mà đi công tác này, hay là mọi người đi văn phòng này sẽ rất là tiện. Mỗi ngày thì mọi người sẽ dùng 2 đến 3 cái gói này cho vào tất cả các đồ ăn thức uống của mình. Còn trẻ em thì có thể dùng một gói hoặc là nửa gói ít hơn, nhưng mà mình thì đang dùng sẽ là khoảng 2 đến 3 gói mỗi ngày. Và cứ dùng đều đặn như vậy thì mọi người sẽ cải thiện được rất nhiều các chỉ số của cơ thể nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bóc một gói này ra nhé chị nhá. Mọi người sẽ nhìn cái quá trình của các cái sản phẩm này nhá. Đây là canxi cơ từ vỏ trứng gà đây cả nhà. Đây nha, đúng nguyên nè. Không biết nè. Kéo đi. Đây, dạng bột màu trắng mọi người nhé. Mọi người xem là đây ạ. Mọi người ơi, đây là dạng bột này, khi cho vào này. Sau đó chúng ta sẽ hòa đều lên một chút xíu thôi, mọi người sẽ thấy nó sẽ tan trong veo luôn. Và cái hương vị thì không màu, không mùi, không vị luôn, cho nên rất là dễ mix nhá. Đây, mọi người đợi một chút ạ. Đấy, mình sẽ để đây nha. Sau đó mình sẽ test một số các mã canxi khác nha. Đây là một mã canxi mà có một bạn ở đây đang dùng. Mình sẽ lấy luôn một cái viên canxi ở đây. Đây là cái loại rất là thông thường ở trên thị trường hiện nay, họ đang người đang dùng. Như này, viên như này. Mình sẽ cho vào cốc thứ hai này. Đây, trong này thì là dạng viên ạ, mình cứ để đây nhá, để ăn mọi người sẽ cảm nhận được. Và nếu mà ai muốn test ý, mọi người test ra cho Be Happy 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng, 36 tiếng và 72 tiếng, mọi người sẽ thấy là cái sự biến chuyển của các cái thành phần này như thế nào. Bởi vì khi vào cơ thể của mình nó cũng sẽ như vậy. Và lý do gì, lát nữa mọi người sẽ được chứng minh là lý do gì mà cái mã canxi hữu cơ từ quả trứng gà này có cái gốc là gluconate này sẽ thẩm thấu được toàn bộ vào tế bào xương và các cái hốc tế bào xương của chúng ta nhé. Đây là cái mã thứ hai trên thị trường mọi người nhé, dạng nước. Tức là trên thị trường thì sẽ đóng dạng chủ yếu là dạng viên viên nén, viên nang như lúc nãy Trà Giang vừa pha xong ở trong cốc thứ hai này. Đây viên như thế này. Và bây giờ là dạng nước này, người ta gọi là siro. Đây mọi người nhìn này, mình sẽ đổ ra đây trước chưa pha hộ, mọi người sẽ nhìn nó như thế này. Đấy chưa? Đó, nó sẽ cắm màu như thế này. Đây là phải cho các hương liệu vào để cho các em bé uống dễ, đúng không? Và nó có màu nha cả nhà, nó có màu này. Mình cho vào đây nha. Đó. Nữa ai xung phong uống nha. Lát nữa các bạn ở đây mời vào đây để trải nghiệm mà cho cảm nhận nha. Đó, đây là cái loại như này. Có một loại nữa trên thị trường, dạng sủi đúng không chị? Dạng sủi. Ngoài ra thì chúng mình cũng đã test rất là nhiều các cái hãng canxi trên thị trường rồi. Và mọi người có mã canxi nào mọi người cũng cứ thử test ở nhà như thế này cho BRP nhé.
một viên như thế này nha, một viên sủi nha. Sủi thì nó sẽ tan đúng không cả nhà? Đây, mọi người sẽ nhìn này. Đương nhiên là nó sẽ tan. Tuy nhiên hậu tan thì sao? Tức là khi viên sủi thì mọi người cũng nói rằng là sủi hết thì chúng ta sẽ uống đúng không ạ? Chính bởi vì sủi hết thì chúng ta uống ngay nên chúng ta sẽ không biết là vậy sau khi nó sủi hết nó như nào. Thì chỉ khoảng để khoảng nửa tiếng sau ấy, thì cái sủi đấy nó lại kết tủa lại và nó đóng một lớp váng ở bên dưới này luôn. Nó thành phần của nó là canxi carbonate. Mọi người nha. Cho nên là nghe thì tưởng là tan hết và lúc đầu nó sẽ tan hết bởi vì đây là do công nghệ làm. Nhưng mà về sau thì chỉ sau nửa tiếng thôi, cứ để im không cần ngoáy là mọi người sẽ thấy một lớp lắng ở dưới này như kiểu phù sa ở dưới này. Đây nó đang sủi đây. Thì đây là có bốn loại nha. Bây giờ là mình quay lại cái loại đầu tiên. Ngoài ra ấy, ở nhà mọi người có bao nhiêu mã sản phẩm của canxi mọi người đang uống ấy, mọi người cũng cứ làm một cái thí nghiệm test đơn giản mình cảm quan bằng mắt thường thôi. Còn đương nhiên là những cái về thành phần hay là dưỡng chất hay vi chất hay tất cả những cái mà kiểm định kỹ hơn thì chúng ta sẽ phải có những cái kiểm định của các nhà khoa học. Thế nhưng mà đây là những cái cảm quan để chúng ta có thể nhìn được hàng ngày của chúng ta uống hàng ngày như thế nào. Thế bây giờ là sẽ mời Đạt đi. Mời Đạt này. Mời chị Trang đi. Hai chị em vào đây để thử đi cho khách quan nào. Mọi người sẽ tự cảm nhận những cái cảm quan. Đầu tiên là cùng một khoảng thời gian nhé. Đầu tiên là cùng một khoảng thời gian thì mọi người sẽ cảm nhận được từ hương vị cho đến cái hình ảnh mà mọi người cảm nhận được. Và thêm nữa là lát mọi người sẽ có cái sự nhận xét đánh giá và em sẽ để lại cái ly này đến ngày mai ngày kia nữa để mình có thể có cái kết quả cho mọi người xem và phân tích. Thế bây giờ đầu tiên thì mọi người nhìn mọi người nhìn đã nhé. Mình sẽ nhìn về cái kết quả đã, mọi người thấy cái ly này như nào. Cái ly này mọi người nhìn thấy cái độ tinh khiết và độ màu sắc như nào. Chị thì chị thấy nó trong veo, trong dạ. Tốt như nước lọc em ạ. Có cặn có lắng gì không ạ? Không có một chút lắng cặn nào luôn. Đây nha mọi người nhé. Đi một cốc nước lọc bình thường. Dạ. Nếu mà không nhói có khi không biết đâu. Đúng rồi đấy. Rồi ạ. Đây ạ, ly tiếp theo cũng cùng một thời điểm ạ. Thì cái viên này như nào? Ôi nó vẫn còn nguyên này. Nó chưa thể tan được. Kể cả là em đã test rồi, kể cả là mình có dầm, có làm các thứ thì cũng phải 30 tiếng sau. Nhưng mà nó vẫn không tan, mà nó sẽ chỉ vụn ra thôi. Thế thì vào trong ruột mình nó cũng không tan được. Thì nó là, bởi vì đây là chính là do cái gốc canxi nó khác nhau. Đó, nhưng mà khi uống như này thì chúng ta uống rất dễ, như viên thuốc. Đúng nên là dễ uống. Đấy ạ, đấy thì em đã thử rồi, có những lúc em test đến 72 tiếng nó có tan ra thì chỉ là nó bở ra thôi, nó giã ra thôi. Nhưng mà cái gọi là cái các cái bột này nó vẫn lắng ở dưới và nó vẫn ở dưới này. Có một cái khái niệm tan mà cần giải với mọi người, tức là mọi người nghĩ là tan có nghĩa là nó giã ra. Vâng. Thực ra không phải tan ở đây, người ta thường dùng cái từ chính xác nó gọi là hòa tan. Vâng. À, hoặc hay là có câu là hòa nhập, hòa tan. Vâng. Tan có nghĩa là chúng ta nhịn lẫn vào trong nhau. Và chúng ta không phân biệt được nữa thì mới gọi là tan. Giống như đường này, giống như muối này. Khi đã tan vào với nước rồi các bạn sẽ không nhìn thấy cái tinh thể đường của muối đấy nữa. Thì mới gọi là hòa tan. Hòa tan mà nó trộn lẫn vào và nó mất. Nó không còn cái hình dạng ban đầu nữa mới gọi là hòa tan. Còn rất nhiều người bảo không, hòa tan có nghĩa là ví dụ như thế này. Thì nó bắt đầu nó sủi ra xong bắt đầu nó rất nhiều gợn bột ở đây thì cũng là hòa tan, không phải. Đấy nó chỉ là giã ra thôi. Còn nó vẫn thể hiện được cái từng những cái tinh thể nhỏ nó liên kết lại, nó tạo thành một cái viên như này. Thì nó không gọi là hòa tan, nó gọi là giã ra thôi mọi người nhé. Còn cái này là dạng nước nhá. Mọi người nhìn này, cái màu này. Ở trên thị trường thì có rất nhiều hương vị, hương đào, hương táo, hương chanh, hương cam, hương dâu để có thể tạo ra, bởi vì là cũng trong đấy, cũng tan đấy, nhưng mà lại có màu, bởi vì là mùi bình thường rất là khó uống. Thế cho nên là họ sẽ có những cái hương vị vào để cho các em bé gần như bị đánh lừa, bị rách thì các em bé mới uống được. Còn cái kia như nước lọc, thật ra các bạn không biết mình đang cho các bạn uống đúng không? Đấy, thì đây là cái cảm quan nhé, lát nữa mọi người sẽ thử vị và đây mình sẽ thử màu và thử nhìn cái cảm nhận nhé. Đúng ạ. Cho nên là nhiều khi chúng ta cứ cho vào những cái đấy và mình dùng luôn ấy, mình sẽ không cảm nhận đâu. Nhưng em thì lại là người rất là kỹ, em test rất là nhiều. Thật ra là để đồng hành được với mã này thì chị Nguyệt và nhãn hàng đã phải gửi mẫu cho em 3-4 năm trước rồi. Và em test thì em cũng đã đưa tất cả các cái mã này vào để em test rất là kỹ. Và ngoài ra em gửi đi rất là nhiều các cái viện để đánh giá tất cả các cái kiểm định và kiểm nghiệm. Thì cái mã sản phẩm này đang được mã canxi hữu cơ DA này thì đang được là độ tinh khiết là 99.9%. Đấy, cho nên là em rất là yêu thích sử dụng sản phẩm này. Đấy. Và đây là viên sủi mọi người nhé.
đấy, lát nữa nó sẽ lại, nó lại sau 30 phút đến 1 tiếng nó sẽ lại lắng xuống dưới. Cho nên là lúc đầu mình sẽ bị đánh lừa cái cảm giác, nhưng thực tế khi vào cơ thể nó lại lắng xuống. Mà chưa tính là mình lại phải kết hợp với những cái đồ ăn, đồ uống của chúng ta ở trong trong bụng của chúng ta nữa, thì nó lại còn kết ra như thế nào đó. Nên là mọi người sẽ luôn luôn bị gọi là bị đánh đồng về cái các cái từ định nghĩa của các sản phẩm. Nhưng mà cái sản phẩm này nó tan, xong nó lại ráng lại. Còn cái này để cả chị để có 3 ngày hay là 7 ngày nó vẫn thế. Em test rất là nhiều ngày rồi, bởi vì em thường là người phải thấy kết quả thì mới tin. Đầu tiên là em phải nhìn từ cái cảm quan, bởi vì là nhãn hàng nói là 99,9% thì em muốn là sau bao nhiêu ngày nó có vấn đề gì không. Còn khi mà mình vào cơ thể của mình thì nó sẽ thẩm thấu vào từng hốc tế bào xương của mình, và thậm chí là vào cả máu và tất cả những cái siêu siêu nhỏ mà mình không nhìn thấy. Còn những cái như thế này thì cứ lắng như này thì có thể là mình sẽ bị, có thể lâu ngày sẽ bị là thận này, hoặc là bị nóng trong, hoặc là có thể những người sẽ ảnh hưởng đến những cái nội tạng khác đấy. Cho nên là đấy là lý do mà em đã giúp cho rất nhiều người cải thiện được vấn đề về xương khớp, hay là những cái dấu hiệu về liên quan đến xương, thậm chí là có những cái vấn đề các triệu chứng khác cũng được giải quyết khi mà có canxi và vi chất đủ. Đấy, nó lại rất là tuyệt vời như thế. Bây giờ mọi người thử cái về cái cảm nhận về vị nhá. Em thì thử nhiều rồi, thế nhưng mà mọi người thử cái về vị xem như thế nào. Nghe đang nói thì chị rất là nôn nóng và rất là muốn thử ngay. Vâng, đây chị là chị thử trước nhé. Vâng, chị thử đi, sau đó là đến Đan thử nhá. Còn em với chị Nguyệt thì em nhiều, chị Nguyệt muốn thuyết phục em, chị Nguyệt thì mất bao nhiêu ngày tháng rồi. Chị có thấy hương vị hay là chị có cảm thấy khó uống hay mùi gì không? Cảm nhận được, nhưng mà về cảm quan là chị nhìn thấy nguyên viên đấy. Đúng rồi, chị vẫn nhìn thấy nguyên viên. Chị cứ thử cái vị đi. Đây là bắt đầu tan ra, bắt đầu nó đục 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 rồi đấy, nó đục dần lên. Đấy, nó sẽ được ngồi. Nó hơi nợ nợ một chút xíu á. Nó hơi nhăn nhẳng bên trong. Cái này là có hương, là cũng mọi người sẽ nghĩ là sẽ dễ uống này. Cái này là có hương thơm nha. Vâng. Nhưng mà nó ngọt lắm, nó ngọt lắm đấy ạ. Phải để như thế để dễ uống luôn chị. Mà đây là đã hòa tan rồi đấy, chị nghĩ là nếu như mà uống thẳng từ cái bao bì, cái tép của nó thì chắc là rất là ngọt. Ngọt lắm luôn, giống như này chị đã thấy ngọt rồi. Còn đây là viên sủi đúng không? Thế thì về cảm quan thì chị cảm thấy là sau khi chị nhìn thấy như này thì chị có thấy muốn dùng cái này cho gia đình và cho bản thân mình không? Chị có thấy là trên thị trường, đây là mới là 4 mã thôi nhá. Còn trên thị trường hôm trước em với cả các chuyên gia và các tiến sĩ test khoảng 12 mã. Và tất cả đều như này, nhưng là chỉ là hình dung khác nhau thôi và màu sắc khác nhau. Thế nên là hôm nay là các bạn ở đây có cái gì thì mình dùng tạm thôi. Chứ còn hôm trước là chúng em sưu tầm 12 mã và về sau em còn test thêm khoảng 8 mã. Chị thì sau khi mà chị sử dụng bốn cái mã ở đây thì chị thấy rằng là cái mã canxi này, cái mã này là dễ uống nhất, vì nó không có gì để mà không có gì cả, nó như là mình uống nước lọc thôi, nên rất là dễ sử dụng. Vâng. Kể cả là người già, người trẻ em, chị nghĩ là mọi người đều. Vâng. Thế hôm nào chị đi đo canxi xem tình chị trạng canxi của chị và gia đình như nào, sau đó là chị dùng thử cái sản phẩm này nhé, và chị cho chúng em xin lại cái kết quả trước và sau của chị nhé. Cảm ơn Lan hôm nay đến đây tình cờ gặp Lan và lại được trải nghiệm cái sản phẩm của chị. Chị vừa dùng xong rồi chị đã rất là cảm tình, rất là yêu. Đây là toàn những người mọi người rất là ngẫu nhiên. Tại vì em thấy chị đang đứng xem nên là em mời chị vào luôn. Đây là cũng là một trong những trải nghiệm rất là khách quan. Tại vì bản chất là nếu em và chị Nguyệt mà nói ấy, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là nhãn hàng nói và những người lan tỏa nói. Thế nhưng mà đấy, em thấy chị đứng từ đầu đến cuối rất là chăm chú. Em cũng hy vọng là sau hôm nay em sẽ có cái gọi là những cái trải nghiệm riêng của mình để đồng hành cùng với cái hành trình đưa được những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe này về với gia đình. Cảm ơn em. Bây giờ đến cạn nào. Thôi đấy, thử cái này đầu tiên. Không muốn là cái non.
bình đấy. Thường là các bạn thanh niên các bạn lấy canxi nhớ mình đấy, như chị em mình thì hay phải bổ sung, nhưng mà chắc chắn có rất nhiều bạn đo nhé, có những bạn thanh niên nhưng mà lại rất là thiếu, rất là thiếu canxi. Chua à? Chua như này chắc là uống một lúc hết cốc bé như này. Chua quá. Chua quá. Không, chua này là mình có thể cho thêm đường này, cho thêm trái cây này. Mình như thế tự nhiên mình không nghe gì được không? Hơi ngọt ngọt, sợ nó hơi sệt sệt lỡ lỡ. Thế à? Có dễ không anh? Liệu cho em uống? Thực ra nếu mà cố uống thì vẫn uống được. Nhưng mà nó sệt quá. Không. Đây là đại diện cho giới trẻ nhá. Bây giờ phải chắc là nếu các bạn này mà bổ sung canxi từ sớm thì chắc chắn xương các bạn tốt mình. Viên sụt. Chị em mình là biết. Đây là viên nén. Chị em mình là biết muộn hơn. Chưa tăng hết đâu, có còn mấy tiếng nữa vẫn vậy. 3 ngày là vẫn thế mà nó chỉ ra rồi đã dần nó vẫn còn hình viên nó cũng hơi lợn lợn như cái này. Ừ. Đây em cũng thử cái này. Có mùi gì không? Không không. Không có khi uống hết cả ly mình có thể là hết đi. Em bảo chiều ấy ra khát lúc. Cái này thì đúng là không có mùi và cũng không có vị luôn. Cảm giác đúng là như uống nước lọc. Thế nhưng mà mình vừa mới cho cả một gói này vào đấy. Đấy, cho nên là đấy, thế nếu mà như này thì em đã tự tin rằng là khi mà nhà mình mà có những người nào về xương khớp này hay là mình có vấn đề gì thì mình đã biết được là mình nên lựa chọn những sản phẩm gì cho gia đình chưa? Được. Thực ra ở nhà mình cũng hay bắt em uống canxi. Cũng lúc thì mua đây, lúc thì mua cái vị Ciro này, lúc thì lại bắt uống cái viên nén này. Em không hiểu mà. Nếu mà uống một loại đây mẹ em cứ cho uống tùm lum ra mà cũng chả biết có tác dụng tốt không. Bây giờ thì từ bây giờ sau hôm nay thì biết sản phẩm rồi đúng không? Thì em sẽ để khai sáng lại cho mẹ. Đây là rất mong là các gia đình sẽ chia sẻ lại với cả các thành viên của mình để biết được là tại sao mà BRT, những cái mã sản phẩm mà đã gọi là được lên kệ của BRT nó khó như thế nào mọi người ạ. Không phải là BRT gọi là bán vì lợi nhuận đâu. Thật sự nếu về chú ấy đi có BRT còn lỗ. Thế nhưng mà vì cái hành trình và cái sứ mệnh lan tỏa những sản phẩm tốt này, chúng mình sẽ có những cái chương trình đến gọi là đi từng ngõ gõ từng nhà. Đấy chính là thông điệp của BRT để mọi người có thể cảm nhận được. Hoặc là các tổ dân phố, các chung cư hay là các bệnh viện hay các phòng khám, nếu cùng muốn chung tay với BRT thì chúng ta sẽ cùng với nhau tổ chức các chương trình cho các bà, các cô, các mẹ, các anh em hay là các em bé để chúng ta có một cái hành trình vô cùng khách quan. Tức là mình sẽ được trải nghiệm tất cả chứ không phải chỉ biết mỗi cái sản phẩm này, mà mọi người có thể mang sản phẩm của mọi người đến để cùng với cả BRT làm những cái trải nghiệm ngay tại chỗ như thế này. Và đây là cái mà BRT rất là tự tin trong hành trình, từng sản phẩm của BRT đều có rất nhiều các cái sự khác biệt rõ ràng và có sự đồng hành của chung tay của các nhãn hàng một cách rất là quyết liệt và mạnh mẽ, bởi vì một sản phẩm này thôi nhưng mà mất 8 năm để nghiên cứu và chỉ có một sản phẩm mọi người ạ. Chứ không phải là tự nhiên mà có thể ra được một sản phẩm mà lại có đầy đủ những cái tâm huyết như thế. Thế cho nên là khi mà hành trình mà BRT đưa sản phẩm vào trong vòng hơn 2 năm qua ấy, khách hàng đã feedback rất là nhiều và mọi người đều rất cảm ơn vì mọi người đã khỏe hơn rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là đây cũng là một cái mình đang gieo một cái mầm sức khỏe, chứ không phải chỉ là mình về kinh doanh BRT với một mong muốn là cây cầu kết nối nhãn hàng và khách hàng, chứ không phải là mục tiêu là về để làm sao để làm giàu, mà mình đang làm giàu phúc đức, mình đang làm giàu về sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người Việt Nam của mình, khi mà cái yếu tố môi trường, khí hậu này hay là cái lối sống của chúng ta, hoặc là có rất nhiều bạn ngủ trễ, mà có những bạn là thường xuyên là gọi cú đêm đấy, các bạn trẻ bây giờ cú đêm, thì cái quá trình mà giấc ngủ này chính là cái quá trình tái tạo xương và gần như bảo hành lại cho cơ thể. Thì cái quãng thời gian đấy các bạn thức muộn như vậy thì cái quá trình mà để xương được cải thiện là đã rất là ít rồi, cho nên là đo chỉ số cho các bạn trẻ là rất hay bị loãng xương và bị thiếu xương, các cái vấn đề về xương khớp, và đặc biệt là cái bệnh bây giờ là bệnh văn phòng, các bạn ngồi nhiều ở một tư thế thì cái cổ vai gáy cho các bạn bị mỏi và bị rất là hay bị vôi hóa, cho nên là khi dùng các sản phẩm này mình sẽ được cải thiện rất là nhiều. Và khi đấy là những cái chia sẻ rất là nhanh gọn ngắn gọn
vào ngày hôm nay, tại vì là mình cũng đang rất là vui khi mà được một món quà của nhãn hàng, nên là phải chia sẻ ngay cho các thành viên yêu thích các sản phẩm của BRP. Và lại rất là may mắn là có các chị đang đi qua để trải nghiệm cái sản phẩm này, thì chúng em cũng mong muốn được đồng hành cùng với cả các khách hàng trên toàn ba miền Bắc Trung Nam để có thể có thêm nhiều các cái buổi trải nghiệm sản phẩm hơn nữa. Và sắp tới thì BRP cũng mong muốn là mọi người sẽ có những cái góp ý hay là có những cái phản hồi hay là những cái kết quả nào khi mà quá trình mọi người sử dụng các sản phẩm BRP, thì hãy cho chúng em xin cái gọi là cái trước và sau của mọi người để chúng em có thể tự tin hơn trên hành trình lan tỏa này, để mình có thể gọi là có những cái kết quả một cách thực tế nhất, chứ không phải là chỉ là do cái cảm nhận cảm quan, mà là chúng em mong muốn là sau 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm các anh chị đã thay đổi rồi, thì anh chị cho chúng em xin cái kết quả trước và sau nhé. Rồi ạ, cảm ơn chị Nguyễn rất là nhiều, em cảm ơn chị, cảm ơn Đạt nhé. Cảm ơn Giang, dạ, hôm nay đến gặp mẹ mà lại được biết gặp nhà. Cảm ơn Giang, chúc gia đình khỏe nhé. Ok, cảm ơn Giang, cảm ơn em nhé. Cảm ơn chị Nguyễn. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại mọi người trong tất cả các chương trình trải nghiệm cùng với BRP tiếp theo, và mỗi ngày sẽ live stream một sản phẩm cũng như là đồng hành với một nhãn hàng nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.